Ok. Thì đây là sân bay. Đây là sân bay. Thôi mình đùa. Đây là sân bay Tân Sơn Nhất. Thì hôm nay mình sẽ làm content khám phá sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 3:07 sáng. Bây giờ là giờ thiên đó. Tôi được biết là vào lúc 3:07 sáng sẽ có điều kỳ lạ đó gì đó xảy ra. Nói chung là những cái phim ma nó hay nói tôi như vậy. Tôi không biết cái gì đó, tại vì tôi không có coi, dám coi phần sau đâu nào. Tôi cũng coi phim ma, tôi coi phần đầu mà. Tôi chỉ biết là 3:07 sáng á là thường là những cái giờ mà không nên ra đường. Thì hôm nay tôi sẽ chọn giờ này để làm thử thách ở sân bay Tân Sơn Nhất. Bạn biết đây không? Thì nó hơi lạ đúng không? Thì đây là tầng hầm của sân bay Tân Sơn Nhất. Cái chỗ này mới lắm nên mình đi khám phá thử đây. Cái đầu kiếm được gì? Ủa? Ở đèn chỗ này hồi nãy nó tắt đèn đúng không? Mở. Đúng không? Nếu mà nó mở thì coi như là tôi sai đi. Hơi thồn đó, bữa mới chơi Outlast nên là hôm nay hơi bị nhập tâm nữa không? Sao vắng quá vậy ta? Ủa, con ghi nè. Có nhà hàng luôn mà sao không mở cửa? Có mà muốn ăn quá à. 3 giờ sáng chơi, ai mở cửa chán. Ờ, hai tôi quên nè, 3 giờ sáng chứ mấy 3 giờ trưa. Đây là đó đi lên. Nhà vệ sinh nè. Mấy cái đường này rất là ghê. Cái đường này rất là ghê, tôi muốn đi tới cuối đường thôi, xa quá. Nó ngắn nhưng mà nó cứ kiểu mà tối tối không hút giống như kiểu phim mai. Đây là tầng mặt đất, gọi là tầng G đi. Wow, chỗ này là mới xây cái tay ra được năm à. Khang trang, trời, hồi xưa ở đây gớm. McDonald's, Starbucks này còn làm gì? Ủa, hết làm gì rồi? 2:30 sáng. Còn lâu lắm mới tới 3 giờ. 3:07. Tại sao lại 3:07 nhỉ? Giờ mình phải làm gì cho tới 3:07 đây để tìm thấy điều kỳ diệu của 3:07 tại sân bay. Các bạn nghĩ là bây giờ mình nên chọn ga trong nước hay là ga quốc tế đây ta? Bây giờ 7 phút là có ma đúng không? Thì bây giờ mình đi kiếm ma Việt Nam trước hay đi ma quốc tế trước đây ta? Thôi, người Việt yêu nước, Việt Nam first, ok. Việt Nam, ga quốc nội. Ủa chỗ đó mình được lên không vậy? Nhìn không, nội bộ. Ừ. Đi lên là gặp ma thiệt á. Không, gặp ma kia thì không biết chứ mà gặp mấy anh ma mà có cái thẻ hiểu không? Thêm cái còi nữa là chết. Lên phường liền. Gắn dữ. Bây giờ mà muốn đi Hà Nội hay muốn đi đâu trong nước thì cứ vô đây thôi. Không thấy chuyến nào đi luôn. Ủa, đông dữ. 2 giờ sáng mà cũng đông, không thấy báo chuyến nào mà cũng đông dữ.
sân bay về đêm. Ok thì đừng ai một đi quay gì đâu. Ok thì tại vì tụi mình đã đi một vòng ra quốc nội của sân bay Tân Sơn Nhất. Đặc biệt là quá đông đi, mình không hiểu sao cái tháng này là tháng gì, này tháng 7 là tháng cô hồn mà tại sao lại sân bay quốc nội lại đông như vậy mình cũng không biết nữa. Cái mùa này đáng lẽ phải đi du lịch đúng không, nhưng mà mình thấy rất là đông, khá là đông nên mình không hiểu là tại sao dạo này gì tháng này mọi người lại về quê nhiều như vậy. Chắc là có một lý do gì đó, hay là Sài Gòn sắp bị sóng thần ta. Hôm nay chị thấy tin Vũng Tàu bị sóng thần. Má Sài Gòn bị sóng thần là chết luôn á, chết liền á. Không, không sao, mình biết bơi, mình có bikini nữa. Ok. Bây giờ thì đó, nó ra quốc nội nó đông như vậy và cũng không có gì để coi hết, điền vòng không thấy gì để coi hết. Nên là mình chuyển qua đi ra quốc tế nha. Ủa là... ra quốc tế nha. Ra quốc tế thì mình hơi bị rành á. Hello. Mà chào camera. Đây. Cái này nè. Đó, các bạn biết đây là gì? Hồi xưa là mình từng nghĩ đó là tháp giống như tháp Tokyo trong truyện tranh Conan đó, biết không? Là đi lên trển uống trà bánh xong rồi ngắm máy bay bay, nhưng mà thật sự không phải nha, người ta lào kẽm rồi đi. Chắc là không phải. Nên mấy bạn đừng có đi thấy cái tháp này xong đi vô đợi mua vé lên uống trà bánh nha, không được đâu. Rồi cái sân bay này như của mình vậy mấy bạn. Mình thường mình đi ra đường mình nói chuyện, mình quay vlog mình nói ít lắm, mình nói nhỏ lắm. Mình ngại đúng không? Giờ sân bay này như của mình vậy. Hello. Trời má tiếng nó giọng ghê quá. Trời, mình mua sân bay rồi, MTV mua sân bay rồi mấy bạn nha. Sân bay này là Tân Sơn Mail. Đây là sân bay Tân Sơn Mail, mày cười gì mày? Trời ơi, nãy giờ đi nguyên một cái dòng sân bay rồi, nguyên cái dòng quốc nội, nguyên một cái tầng hầm luôn, chưa tới 20 phút nữa. Má, rồi làm gì tới 3 giờ 7 phút ba? Tới đây nè, sân bay quốc tế. Cái tháng này đáng lẽ là tháng đi du lịch nước ngoài nhưng không, mọi người thích du lịch Việt Nam. Đó, kha ga quốc tế nè, cực hẻo lánh nha. Gió thổi qua lá rớt cũng nghe cái bịch bịch luôn á. Đây là tầng G. Tầng dưới đất á, tầng dưới đất là tầng đến nha. Còn các bạn muốn lên lầu, muốn tiễn đi á thì là tầng 2 của ga quốc tế. Mấy bạn mà hay đón idol Hàn Quốc là biết liền. Đây là cái tầng đón người tới, còn cái tầng mà tiễn người đi là ở tầng 2, cái tầng đầy nước mắt là ở trên tầng 2 đúng không? Còn đây là tầng ngập tràn niềm vui là ở tầng 1, tầng G. Bây giờ không ai tới. Tôi nói nghe nha, nhìn vắng vậy thôi. Nhìn vắng như vậy thôi chứ thử coi. Bây giờ mà EXO về coi, giờ này nè, thường là sao Hàn hay tới giờ đêm lắm. EXO về giờ này coi, vắng vậy tôi cùi liền. Trời ơi, trực ban an ninh có nguyên một bó hoa kìa. Trong sân bay mà cũng có thả thính nữa. Ghê không? Ai tặng hoa cho tôi coi. Trực ban an ninh còn được thả cho nguyên một bó hoa, còn tôi không được miếng thính nào. Ra đi. Ok, đi lên. Móc khóa rồi, không thể nào mở được. Trời ơi. Trời ơi trời. Mấy bồ, tôi đang ngồi ở đây nè. Tôi không có ấn cái gì hết. Mà cái thang máy nó cứ mở cửa vậy nè mấy bồ. Tôi không có ấn, tôi thề không ấn luôn. Mày ấn mày. Nó không ấn luôn. Ai ấn vậy? Đóng cửa lại đi. Đóng cửa lại đi. Nam mô. Nam mô gì là Phật? Nam mô gì là Phật? Cái gì? Ghê quá hả? Má. Bây giờ rồi. Kém 15 nữa mới tới 3 giờ mà. Ôi ghê quá. Bắt đầu sợ rồi đó, bắt đầu sợ rồi. Mình đi về được không ta? Bắt đầu sợ rồi đó.
hơi sợ đó, thiệt tôi sợ. Bà hồn chín vía đừng hồn nha, không có ý gì hết trơn, vô quay cái vlog rồi đi về thôi à. Má sợ quá. Để đi. Ủa mà sao nó không có chạy? Hai mày không dám vô, thang máy không dám vô, bọn này nó không có chạy. Sao trời ơi, sân bay gì mà để cho thang hư kỳ vậy trời. Cái thang máy đi lên đi bộ người ta mệt đúng không? Thôi đi. Nghe quá, nhìn kìa nó mở ra kìa. Còn cái thang này á thì không ai, không ai tới thì nó không đi, mà đứng vô cái nó đi. Sợ rồi đó. Sao nó đi vậy? Welcome to the hell. Rồi mới tiếng thang máy nghe ghê quá. A few moments later. Rồi hiểu rồi. Ra kêu chị đồ ăn thôi. Đói quá. Không nổi. Thì tao ăn cái gì? Ăn gì cũng được. Giờ đói lắm rồi. Ăn gì cũng được. Chắc chưa? Chắc. Ừ rồi kêu nha. Ừ. Đồ ăn sân bay nghe nói ngon lắm. Ok. Hồi đó ăn nhận ta đồ ăn sân bay nha. À, thôi kêu đi. Cho heo ăn rồi cho tao ăn. What the fuck nhìn. Mặt tôi là bự lắm rồi, nó còn gấp đôi cái mặt tôi nữa. Tao nãy nhiêu? 110. Rồi ta ăn cái tô này bằng cái cách nào đây? Ta phải nhai 110. Ê, ta hết sợ ma rồi. Ta hết sợ ma rồi. Đây là cách ăn. 3 giờ 7 phút rồi mấy bạn. Tôi gặp ma rồi. Cô hồn sống. Tôi trả tiền. Mày được lắm. Có con em tốt ghê. Đây là tô phở đẫm nước mắt nha bạn. Tô phở đẫm lệ. A few inches later. Đây không phải là tô tô phở chan nước mắt nữa. Hai tô này. Đi về đi vô, đi tắm nào đi. Cái này mấy tô vậy? Hai con. Ta thất bại quá cô. Ta thất bại quá. Cũng thất lên nước xuống. Giá dứa kỳ cục. Đủ rồi, tao lại nhiêu.